Rồi con xin chào cô chú và cả nhà. Ngày mới con xin kính chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hôm nay con phơi nắng cho bé Mimi này cô chú ơi. Mấy bữa phơi nắng cho Mimi nhưng mà con không có quay cho cô chú cả nhà mình xem. Con quên mất tiêu cô chú. Này hồi sẵn con phơi cho bé Mimi con quay cho cô chú cả nhà mình xem. Nắng lên rồi Mimi ơi. Ra thì con ra phơi nắng ấy. Chị Hai ngồi đây canh. Con ngồi đây con canh. Và có một người ngồi canh nữa, cô chú biết ai không cô chú ơi? Cô chú thử đoán nha cô chú. Chắc cô chú đoán đúng rồi đó, đây nè. Ổng nhiều chuyện lắm. Nhà này không ai chùm nhiều chuyện mà út tiêu với cô chú, người ta làm gì ổng cũng ổng ngó coi người ta làm gì đó. Đúng không? Tự nhiên không ai mượn đâu cô chú. Ra nằm kế bên vậy đó. Nhiều chuyện, canh em vậy chứ út tiêu nó dễ thương lắm cô chú. Mình làm gì nó cũng đi theo, nó giỡn mà mình làm gì đó cô chú ơi. Nó thương mấy em nhỏ lắm. À đây nữa này cô chú, thêm một người nữa. Lúc kia ơi, kia ơi. Đây, Lucky cũng canh nè. Canh em hả? Út Teo ơi. Teo ơi, con canh em hả? Trời ơi trời, bé Mimi á hả? Nó mập á cô chú, mà gặp lông của em nó nhiều á. Cô chú để ý cái cổ Mimi kìa. Mất tiêu cái cổ luôn rồi cô chú ơi. Mi ơi, Mi mày 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 ơi mày mặt lanh lẹ không cô chú, hết hồn phơi nắng cho Mimi cô chú, phơi cỡ chừng 10-15 phút xong con đem em vô chứ con không có dám phơi lâu đâu, phơi lâu sợ của em cái ngồi em sốc nắng không cô chú ơi. Mày ơi nằm canh em hả út treo, nhiều chuyện á, nó ra nó nhiều chuyện á cô chú ơi, chứ nó mà canh cái gì. Mi ơi đó cô chú thấy ông Mimi đứng á cô chú, đứng dạo này bé Mimi đứng cũng lâu lắm cô chú ơi, nói chung là cũng tiến bộ rất là nhiều. Nhưng mà có một cái khuyết điểm là em đi bằng đầu gối không mà cô chú ơi. Đó cô chú, như cô chú đang thấy đó, em Mimi đi bằng đầu gối không à. Mimi nó không chịu đi bằng chân, cô chú đi bằng đầu gối không à. Chắc là do em chưa có còn bệnh đó cô chú. Cũng hỗ trợ canxi đồ cho em, từ từ thì em mới đi lại được. Mi ơi, giỏi dữ ta, nay Mimi đi được luôn rồi ta, trời ơi đứng lâu dữ luôn. Con để ý cái chuồng càng nhỏ thì bé Mimi mới dễ đứng tập làm quen với chân của mình cô chú, còn cái chuồng bự quá em lết không à. Em vui chơi thoải mái không gian quá nên là em lết không à cô chú ơi. Chuồng càng nhỏ sẽ khiến Mimi tập đi được cô chú. Đứng lâu được có, chú thấy Mimi đứng không? Con chào cô chú, chào cả nhà. Đang thả cho bé ra sinh hoạt chơi với nhau cô chú ơi. Thì Lucky nè, út tiêu nè cô chú. Có Long Hải nữa cô chú. Cho bình yên nằm vô giữa luôn. Mimi, mẹ ẩm bé Mimi cái đít lên cho nó đi cho cô chú coi mà. Mimi này tiến bộ nhiều luôn. Đi cô Mimi. Mimi nó lo chơi mà. Thì nó lấy miếng cái đít cho đó nè. Ừ. Rồi bớt rồi nè. Nó đỡ nhiều cô chú. Này sức thuốc hôm qua nè. Cũng lỡ nhưng mà nó đỡ nhiều luôn wow, chú. Trọng vệ sinh miếng luôn, nó khô nhưng mà bỏ rồi. Bé Mimi là càng đi sớm, càng biết đi sớm thì em mong là bình yên lắm. Mimi nó thích bé bình yên lắm cô chú ơi. Bình yên thấy bé mình đi nhào tới gần bé này rồi. Nó hay, nó thương mẹ mà. Ngoài Long Hải đâu, không, Long Hải đâu. Bé Bình Yên ghiền mẹ con giống như A Phiện á. Ủa Mimi kìa, Mimi kìa.
ông lúc kỳ cũng như viên đó kẻ cho nó cái cỡ chung nguyên cái đít chia sẻ cái đít vô mặt ta chứ kỳ trời ơi mình đi người ta không biết gì hết ông xẻ cái đít cho ông anh trong ngầu đi luôn đi nha nha đít chia nha viên ạ dạ nhiều viên thì hên nó chưa ngồi mặt đa luôn á hai khe lúc kỳ phái quá mà nó mới dẻo mà nào một người đặc biệt đó là của chú à, Long Hải thì có chú ơi mẹ dùng tắm rửa sạch sẽ trắng bóc rồi chú Long Hải ơi Long Hải ơi Long Hải cười của chú sao ạ sao ạ Long Hải Long Hải cho hai con mặc đây ông muốn lớp là chị hai hả này, cho em vô thảm cái vết thương mẹ ẩm hơn là vết thương còn... em bớt nhiều lắm rồi. Nó mọc lông luôn mẹ mẹ này nó bớt này cho chú ơi nó bớt dữ lắm luôn á nó bớt đỡ đau nó cho mấy bữa nó cứ lỡ nó chảy nước hoài đau này hết bé Long Hải cứ càng ít đi là nó càng lành với chú mấy bữa nó cứ lỡ nó đi nhiều nó lỡ đó. Nó chổi cái xương này nó hết rồi cái hổ thú canxi của em là luôn luôn cho bé Long Hải uống rồi chú ơi là lúc nào là bé Long Hải mẹ Lan Nguyễn gửi cho bé Long Hải là nguyên một hũ thuốc dày nè cô chú thuốc rất là xịn cô bẻ sẵn nửa viên luôn cho Long Hải luôn cô chú ơi đó nên là lúc nào con cũng phải cho bé Long Hải luôn có cho Mi Mi uống ké nhưng mà Mi Mi cô gửi tới hai hũ lợn Mi kìa mẹ Mi Mi nó hét lắm nó nhập cái đôi của mình đi kìa mẹ nó tưởng đồ chơi á mình nghe ủi rồi giống mấy ủi quá không không ủi đủ chỗ hết trơn á chỉ xịt lên đây cho đi nó ủi ra ngoài thẹo ra á chùm cái đầu mũi mũi tới làm gì mũi Hải ơi Hải ơi Hải cười tươi người chú ơi cô chú coi bé Bình Yên với lại mày dở khí thế luôn đang ráng lớp lại cầu máu mà mình Yên ơi chú ơi ở đây nha đây đây chị hai ổng vô nè đây đúng rồi trời ơi thấy chị hai đang dưới hớp vô đây dở khí thế luôn dở Bình Yên nó đạp nó đạp Mi Mi rồi mà giỡn kìa anh quay đầu lại anh giỡn kìa bé Bình Yên của chú thấy giống mà bé đốm trắng nhỏ không chú rất là giống luôn Bình Yên thì không được may mắn thôi cô chú làm gì mà Mi Mi nó ghiền đây nè hai này này cặp chi kỷ rồi cô chú đúng chi kỷ luôn hả mẹ ha dở vậy là cái em nó hoạt động tốt lắm cô chú ơi chân cẳng rồi nó chịu hoạt động cô chú lâu lâu có vừa tình hứng lên cái đi được hai chân ghét quá đứt chua rồi cô chú đứt chua rồi Long Hải ơi con trai ơi nào nó làm gì ạ Long Hải nào gì không nào đó hả sao Bình Yên á anh tị hay gì để em hả ấy trời cái thằng này thằng ngục địch này cô chú coi nè con đang ôm Bình Yên nè cô chú ơi đang ôm Bình Yên á cô chú hả cô chú thấy không Bình Yên ơi Mi ơi Bình Yên đòi xuống chơi với Mi cô chú Mi ơi ai kìa con Mi ơi nhẹ nhẹ em thôi cái thằng cái tiêu này Mi ơi dạ lâu rồi con cũng không quay các bé mèo cho cô chú coi nay con quay cho cô chú đã nhớ mấy em và sẵn đây con bé với cô chú luôn trời ơi cô chú con không biết thủ phạm là ai hết cô chú thấy mấy cái đen đen ở dưới nền không cô chú
Trời ơi, mẹ con cất cái áo khoác da của em con ở trong tủ á, vậy mà em con không biết em nào mở tủ được. Nó hả đi, nó leo vô chổng nó nằm rồi nó chơi, nó cào ở chổng, nó bấy hết cái áo rồi cô chú ơi, xả đầy nhà luôn. Chán chưa cô chú? Này cô chú thấy cô Ly không cô chú? Này cô Ly bình thường á là cô chú hết con chăm sóc cô Ly ở đây là chắc cũng mấy tháng rồi đó. Mà hả cô chú thấy rồi đó, cô Ly có đời nào con đem đồ ăn lên mà em nó chịu ăn đâu. Vậy mà bây giờ em nó chịu ăn cô chú ơi. Vậy là chắc là bé cô Ly bây giờ cũng đã cho con vuốt và cho con ẵm lên, nhưng mà con không có được ôm nhiều trong người thôi. Là con thấy cái điều đó là bé cô Ly đã tin tưởng gia đình con và bé đã chấp nhận từ từ cái môi trường sống của gia đình con. Em nó cũng hiền đi nhiều cô chú. Cái tính của em ngày xưa về nó rất là hung dữ cực kỳ luôn cô chú. Con phải nói là con chưa bao giờ con thấy một cái bé mèo nào nó hung dữ tới mức giống như cô Ly luôn. Bình thường là cái bé mèo dữ mà trong vòng á hả là con tối đa nhất là một tháng là gia đình con chăm sóc là hết dữ. Còn riêng bé cu Ly là con cực, gia đình con phải nói là đau não với cu Ly luôn chú. Em rất là khó. Vậy mà bây giờ em đã giống như là em đã đồng ý, em đã tin tưởng, em chấp nhận gia đình con á cô chú. Nên là em rất là ngoan, hiền hơn. Cô chú thấy bé Lượng không cô chú ơi? Đại ca đó, đại ca của phải nói là chị Đại Lượng trong các bé mèo nhà con. Cô chú thấy bé Lượng nó nhỏ con vậy thôi chứ nó đại ca lắm á cô chú. Nó muốn quánh ai rồi nó quánh, nó muốn tán ai rồi nó tán á cô chú ơi. Nhìn nhỏ con vậy chứ có võ lắm cô chú. Đi ngang bé nào cũng sợ bé Lượng hết á cô chú. Có mình bé ú nhà con là nó hơi giống như là nó cũng sợ bé Lượng, nhưng mà nó lì cô chú. Nó lì nó vẫn dày mặt nó ra, nó vẫn bị Lượng đánh hoài cô chú. Cái Lượng nhỏ con vậy nhưng mà em nó rất là khó tính cô chú, khó tính dữ lắm luôn. Lớp ai? Lớp. Bé Lượng rất là thông minh cô chú, biết tên lắm á. Kêu Lượng ơi, Lượng hỏi là Lượng biết à. Lượng ai? Lượng ai? Hai giải cầm một xíu rồi. Giỏi nha. Mà chú thấy cái người nhỏ con mà chú. Bé Mi Mi nhỏ con rồi mà bé Lượm nó còn nhỏ con hơn bé Mi Mi nữa. Hay hả? Nó muốn đánh người ta chú thấy không? Rồi nha, không có đánh em nha. Em Lượm, không có đánh em nha. Lượm ơi, chị Hai có làm con đâu. Em sợ nữa. Em nó còn thủ á. Tạm ơi, khó tính mà. Nhỏ con mà khó tính mà. Đó, cô chú thấy không? Thấy không? Cô chú thấy rõ ràng không? Cái đại ca quá mà nó đi ngang tới ai là ai cũng sợ đó. Cách xa chục mét luôn á cô chú. Bé chia tài nhà con sợ lắm, sợ bé Lượng cực kỳ đây cô chú. Không có dám lại gần đâu. Ổng lại là né liền nè, cho cô chú coi nè. Đó, nó cô chú thấy không? Thụt lùi liền. Rén luôn cô chú. Đó, cô chú thấy không? Đại ca mà. Con bé Lượm á là nhà con á làm đi ngang luôn cô chú. Nhiều lúc đó bé Lượm nó bực bội cái gì cho người cô chú là bắt đầu cái ngày hôm đó là mấy đứa này nó bị bầm mình luôn cô chú ơi. Đứa nào cũng bị Lượm đánh hết trơn. Bé Lượm nó cũng có cảm xúc á cô chú. Bữa nào nó vui thì nó ít đánh, còn bữa nào hả mà nó buồn buồn là mà làm mấy đứa này nó bị no đòn. Mặt của chú thấy mặt này nhìn miếng lấu cá thôi, mặt này nhìn thấy là thấy chữ nữa cô chú. Lượm ơi, gái ngoan nha. Nói chứ con gái bé Lượm nó biết phân biệt đâu là bạn chi kỷ cô chú. Bây giờ cô chú, bé Lượm là đánh hết tất cả các bé, nhưng mà đặc biệt là trừ bé Vàng. Bé Lượm không bao giờ đánh bé Vàng một cái nào hết. Bé Vàng là bạn chi kỷ của bé Lượm từ hồi lúc mà bé Lượm còn bệnh mà đi không được đó cô chú. Là lúc bé Lượm nó bệnh á là nó buồn, nó không ai chơi, là bé Vàng chơi với bé Lượm. Mà tới bây giờ bé Lượm nó cũng không bao giờ nó đánh bé Vàng cô chú. Bé Vàng hung bé Vàng không à. Cũng biết là phân biệt bạn lắm á. Hôn lắm cô chú ơi.
Muốn kiếm chị người ta, con chú muốn kiếm mối nè. Muốn kiếm mối hả lượm? Con chú thấy không? Người nhỏ xíu à. Nhỏ xíu con vậy đó, mà đứa nào cũng sợ đó. Trốn hết. Chị này thấy lượm sống đứng hình luôn. Nó đứng yên có một chỗ luôn à. Vàng ơi! Vàng! Vàng ơi! Đen ơi, cô chú nhớ Đen không? Mới ngày nào ở ngoài chợ khóc meo 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 đòi chị hai với mẹ ẩm về không á. Đóng cửa là mỗi lần nó đi bán cô chú mà tới giờ đóng cửa là không muốn ra, không muốn về. Muốn chị hai với mẹ ở lại chơi không à. Đó, hôm nay chị hai với mẹ chuột về nhà ở rồi. Về nhà ở với mẹ chị hai sung sướng rồi, đang mập mạp rồi. Giờ chảnh rồi cô chú, người ta đâu còn giống như ngày xưa nữa đâu. Ngày xưa hả, họ theo mẹ con với con hả, meo 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 khóc tối ngày. Lúc nào thấy con với mẹ ra nó mừng khóc, nó lạ mặt tội nghiệp. Vợ đâu thèm cô chú. Vợ nó không có thèm cô chú ơi, con vuốt nó còn cho nữa mà. Nhiều lúc đó, hả, ôm nó chạy không à. Vợ chảnh rồi, ta chảnh rồi cô chú. Mấy đứa nào mà về nhà con thời gian là cái vậy á, chảnh hết trơn. Sợ nào cũng khó hết trơn. Ê, Đen. Đen hôi luôn á. Cái màn hình của người ta đang trắng chẻo ra vô hình con mình, vô hình đen hôi nè. Nhịn lượng miếng luôn chứ. Chiều tài, cho mình chú coi. Chó chiều tài. Chị Tài rất là sợ với lượng của chú. Toàn là đứng ở trên ghế không à. Chắc có con gì ở đâu chú ơi. Con cũng xin phép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã luôn yêu thương các bé và ủng hộ cho con. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Hẹn cô chú cả nhà mình trong clip tiếp theo. Theo uống rồi chú. Nhìn mặt quá vậy chứ ba lì lắm luôn chú ơi.